Chào mừng các em đã đến với trang lời dạy hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn giải phần luyện tập và vận dụng trang 15 sách giáo khoa lịch sử 6, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Câu hỏi như sau. Câu 2, hãy kể tên những ngày nghỉ lễ theo âm lịch và dương lịch của nước ta. Phương pháp giải liên hệ thực tế trong cuộc sống. Thì các em sẽ thấy rằng là những ngày nghỉ lễ theo âm lịch của nước ta đó là Tết Nguyên Đán mà ai cũng háo hức chờ đợi sau một năm làm việc và học tập. Thứ hai nữa là Dỗ Tổ Hùng Vương. Đối với những ngày nghỉ dương lịch đó là Tết Dương Lịch, đó là ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng miền Nam kết hợp với ngày quốc tế lao động ngày 1 tháng 5 và sự kiện ngày 2 tháng 9, ngày quốc khánh của nước Việt Nam. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em trả lời xong câu hỏi số 2 phần luyện tập và vận dụng. Môn lịch sử và địa lý lớp 6, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy truy cập vào trang lời dạy hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.